thường xuyên tổ chức cho mọi người thực hành bắt đầu để bộ đội tập cách xử trí. Quân sự huyện Tịnh An đã chứng minh được tính ưu việt và hiệu quả. Với các hình thức trồng nho, măng và rau củ trồng khác như vịt biển, vịt trời.